trên 50 bài thơ và 65 tảng văn chụp ảnh về đài thân phận, tình yêu, đất nước, con người và những đổi thay của một thành phố mà tác giả đã sinh ra, lớn lên với biết bao thăng trầm trong một năm ngày. Đó là lý do mà tạp chí chuyên đề đô thị phát triển phối hợp với văn phòng đại diện tạp chí Văn Hiến giới thiệu buổi ra mắt hôm nay. Về tham dự buổi ra mắt tác phẩm tác giả tình khúc và cảm xúc, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Văn Sinh, phó chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Nhà văn Hồ Sĩ Bình, phó giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam tại miền Trung Tây Nguyên, cùng các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, các bạn nữ và các nghệ sĩ đã bỏ thời gian quý báu về dự buổi ra mắt hôm nay. Để biết sự thay ngắn từ khi đặt ngoài bút đeo những ý thơ vào trang giấy trắng cho đến khi ra đời, ban tổ chức trân trọng kính mời tác giả có đôi lời chia sẻ đến quý độc giả tại buổi giới thiệu hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Ở đó vô chương trình anh. À rồi rồi rồi. Lý ra cái ngày dạ, dạ. Chính ngày 31 kia. Nhưng mà do là tránh địa điểm, do đó phải lùi vào ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4 á thì là có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ngày nói dối. Do đó chính vì thế tôi nhắn tin qua bạn bè thân thương đó là mời dự ra gấp tập thơ của mình. Ngày gặp thứ hai là ngày kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trần Hữu Sơn. Tôi xin thưa tất cả anh chị, khi mà tổ chức cái này thì phải nói là tôi đã suy nghĩ rất là lâu và gần đây một tuần đó chuẩn bị ra mắt cái tác phẩm này, gần như là mất ngủ. Nhân viên mất ngủ cho đến chiều này là gặp lại gặp các anh lãnh đạo rồi gặp tất cả bạn bè thân thương thì tôi rất là hồi hộp. Và cái bài này thật ra mà nói là tôi muốn nói là quá trình gương mang và thang ngén cái tác phẩm này. Thì khi sáng tôi có trao đổi với là chỗ anh ra cho anh tổng biên tập, anh Loan tổng biên tập và tạp chí đô thị phát triển. Thì anh Loan nói là nếu mà ông viết cái kiểu này thì có lẽ sau này những nhận xét, những lời bình, rồi quan sáng, anh Bình hay là những người đặt tiền âm và ra đặt tiền âm thì sẽ không có gì để nói. Do đó về trưa nay tôi về là thích lo nhắn tin cho bạn bè nhiều đi dựng. Thứ hai là nó sửa lại cái này, biết thấy sự là ngắn gọn. Thì xin ra các chị là khi tôi tổ chức này á, tôi nói là để con tinh thần. Thì gặp bạn tôi là ông sau đó là may mà để con tinh thần chứ cái câu vật chất thì mình chết rồi đấy. Nói như thế. Thì xin thưa với anh chị em là thế hệ anh em chúng ta thế hệ năm ít mà thế hệ năm ít mà đi đến dự như thế này là rất là mừng. Tôi đi mà tôi xin thưa các chị là đến nỗi cái hộp mà đựng các tập thơ tôi lo chưa lo là bỏ vào hết rồi bắt đầu gói lại đài hồn đâu đó rồi thế đi ra rồi cặp qua đây rồi quay ra để ở nhà quay kia cho nó thế nó biết. Tôi nghĩ là anh em thường đùa với nhau là thế hệ chuẩn bị đất sao nhảy chuối nhìn gà quả ăn đổ về trên 60 rồi. Nhưng mà tôi tha ngắn được và cho ra đời cái tác phẩm để con tinh thần tình khúc và cảm xúc như thế này thì tôi thấy là thấy rất là cố gắng. Thì trong đó có sự hỗ trợ rất lớn là phần sau tôi sẽ nói của các chị. À, thật ra cái con tinh thần này tôi cứ mang nó cũng khá lâu từ trước ngày giải phóng
của năm Đà Nẵng lúc bây giờ khi còn là trẻ. Tôi nhớ mãi bài thơ đầu tiên viết về quê hương được trọng đăng tờ báo là Bất Báo của Trường. Tôi rất là phấn khởi và bài thơ này anh Loan á khi biên tập là cô, biên tập cũng nhân tình, biên tập là cho để cái phía sau của tập thơ từng phút cảm xúc. Tôi không đọc ra đây thì các anh đọc một cách các chị đọc thì sẽ biết. Trước giải phóng thì do áp lực học hành thi cử mà bị tập lính, hồi xưa là tập lính kia đó. Ví dụ như anh thi tốt đại học mà rớt rồi phải làm, dưới cốt là sẽ bắt lính đi quân sĩ. Do đó người ta có câu là rớt cốt tài anh đi quân sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con. Đậu tốt đại học rồi bắt đầu là học mà lớp đệ nhất thi tốt đại hai, mà rớt cốt thứ hai thì lúc đó bị bắt đến đi chúng ta là đi sự không phải. Do đó áp lực áp lực về học hành, áp lực thứ gửi và áp lực bắt đến. Do đó là mình chẳng có thời gian mơ mộng lãng mạn để theo đuổi đam mê ước mơ. Họ hàng lắm á thì chỉ làm được một vài bài thơ. Tôi nhớ là khi cái cô Phương đó họ đấy là dạy với tôi, cô sau này đi Mỹ á thì thương lên đúng là coi như là cuối năm đầu xuân đó, bài đầu tay đó, bài đầu tay ta là chính bài em về. Thì sau này thằng này các anh gỡ cái phòng thơ sẽ có em về xỏ tóc máy bay gơ đi nổi nhất ngày héo hôn núi trăm ngày tháng cũng mòn trong tay bằng viết sông đời em về tháng một tình lên áo bay vàng cảm trời dấu yêu mấy sự lãng mạn như thế. Hồi đó đã chưa bị tình đá chứ buồn hết mãi đến riêng coi như là lăn lóc cuộc đời qua bóc như xe và bắt đầu là trái tim như bắt đầu rạn rực. Thì lúc bây giờ mình có tâm trạng nỗi niềm và cảm xúc để sáng tác thơ văn. Những tình khúc trong tác phẩm này bao gồm những bài thơ mình viết trước ngày giải phóng của năm Đà Nẵng như bài Em Về, Tình Khúc Mùa Đông, Sầu Đông, Tình Khúc Mùa Xuân, Tình Chết. Sau năm 1975, do điều kiện môi trường công tác thì lúc bây giờ tôi được học tập lý luận chính trị ở các trường Nguyễn Ân Quốc Chính, Thủ đức thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Nguyễn Phúc, rồi về làm công tác giảng dạy, làm lãnh đạo quản lý trường đảng võ năm Đà Nẵng, trường đảng của Đà Nẵng, là trường chính trị Đà Nẵng. Nên phần nào đó đã làm sơ hóa cảm xúc và đam mê thơ văn của mình. Thật ra tôi biết cái này á, thì là thực tế là như thế, nhưng mà tôi biết cũng không có mãi. Tại sao giai đoạn này không làm thơ được, không làm thơ được, thì trong đó có tác động như thế, tác động như thế. Vì thế trong giai đoạn này thì có sáng tác những cái bài trong này khi về hưu có thời gian và có điều kiện sáng tác được nhiều. Ước mơ có được tập thơ trẻ lại với đời luôn đau đớn trong lòng và khát khao cháy bỏng đối với tôi. Các bạn thân mến, theo tôi suy nghĩ thơ là tâm trạng, là nỗi lòng, là cảm xúc, không chỉ có niềm vui hạnh phúc mà có cả nỗi buồn cô đơn và khắc khoải. Thơ không biệt kỷ mà thật bao dung. Thơ không chỉ viết cho mình mà cho người và khách tệ, như nhà văn Trần Trung Sáng, rồi nhà thơ Đặng Tiểu Bang và nhà thơ Nguyễn Âm là người bạn của tôi cố lý khi nhận xét về cái bài thơ này. Thì khi nào có nhận xét thì có dùng nhận xét văn thì nhận xét. Thưa tất cả các bạn, cuộc đời người tồn tại và phát triển những quy luật khách quan như quy luật tự trường, quy luật nhân quả, quy luật ngẫu nhiên và tất nhiên, những ước mong hòa bảo ấp ủ đau đớn và trái lọc của con người được cho lại ở mồm văn nghệ để cho ra đời đức tôn tinh thần. Đó là yêu cầu khách quan và thực tiễn của cuộc sống, đó là yếu tố tất nhiên. Nhưng phải nói rằng thiết thật là có cơ duyên, yếu tố ngẫu nhiên gặp được những người bạn đồng cảm, đồng hành, tâm tình như nhà văn Trần Trung Sáng, Hồ Sĩ Bình,
nhà báo Việt Cứu Luân, nhà thơ Vũ Thị Sơn, Đặng Thị Đồng Anh, nhà thơ Ông Nguyên và những nhà viết nhạc đó là Trương Duy Trực, Phạm Duy Thái và nhà giáo Nguyễn Trọng Anh. Và tất cả những bạn bè thân thương khác nữa, nhất là các tổ chức như là nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, tạp chí Đô thị Phát triển, tạp chí Văn Hiến, tất cả là chất xúc tác vô cùng quan trọng để viết cho ra đời tình khúc và cảm xúc. Trong sâu thẳm tâm hồn, viết xin ghi nhận và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho viết những tình cảm thân thương. Bạn là đại dương, ta là sóng biển, đại dương buồn, sóng biển không mấy con. Xin mến chúc tất cả các bạn là chúc tốt đẹp nhất, mạnh khỏe, an lành hạnh phúc. Chân thành mấy giờ. Yêu vô cùng, ngây ngất đắm say, xa nhau chúng tôi đã trở thành nỗi nhớ, xa nhau chúng tôi đến về, trăn trở, yêu là thế, phải nhớ nhau đến thế, cứ yêu nhau đi, chưa nói trước những điều gì. Vâng, yêu là thế, trong tình khúc cùng chính, và cuối tình khúc này cũng thoát ra lời nhắc nhở người em gái, bằng lắng ơi, sao bằng lắng nở bộ. Những tiếng trời chiều, những tiếng hồn ta, qua đây chúng ta sẽ nghe được những cảm nhận của nhà văn, nhà báo Trần Trung Sáng trong truyện tập tình khúc và cảm xúc của tất cả. Xin trân trọng kính mời nhà văn Trần Trung Sáng có đôi lời phát biểu. Kính thưa tất cả các anh chị đại biểu, tất cả các bạn thành viên cũng như là tất cả các bạn tham hữu của tác giả cũng như là của tôi. Điều trước tiên là xin nói rằng những gì mà cần nói nhất thì tôi cũng có những cái chia sẻ rất là ngắn gọn trong cái tập thơ của nhà thơ Trần Tức Rồng, do đó sẽ không nói lặp lại. Tuy nhiên chỉ có một điều, cái sự phân công của ban tổ chức lên đây nói đôi lời thì cũng xin nhấn mạnh này một cái ý chính như thế này, tức là trước khi mà bắt tay vô làm những công việc giới thiệu tập thơ của anh Trần Viết và cũng như là tham gia trong công việc tổ chức buổi ra mắt này, thì tôi chưa một lần gặp và anh Trần Tích, tức là Trần Tiết. Và do đó cái điều rất là thú vị hôm nay, thì khi lúc đầu cái việc nó chạy đầu thì tôi rất bất ngờ thú vị là phía sau công việc đó là anh Trần Tiết là có một lô bằng bằng cũ là những người bạn học của tôi, tức là những thời kỳ trung học, từ thời kỳ đến học sư phạm, rồi thời kỳ kể cả làm đảng rồi với sở lắm. Nhưng mà rất vui là tự nhiên qua công việc này là gặp lại những người bạn từ thời thơ ấu, những người xuất từ thời ấu thơ mình cho đến bây giờ mới được gặp lại. Và kể cả một điều vui nữa là những người mới quen trên Facebook chưa làm gặp mặt, bây giờ lại được gặp. Rất là vui với cái điều gì đó. Sau đây tôi xin được bày tỏ đôi điều, nhưng mà nó khác hơn với những cái điều lặp lại trong cái tập thơ. Thưa tất cả các bạn, theo các nhận định của nhà thơ Mary Oliver, nhà thơ nổi tiếng nước Anh, ông ta nói rằng thơ không phải là một nghề, đó là một cách sống, nó là một chiếc giỏ không và đặt cuộc sống của mình vào đó và khiến một cái gì đó ra đời từ đó. Chính vì vậy, với tập thơ của nhà thơ Trần Tích lần đầu tiên và chỉ cần lướt qua vài trang sách lần đầu thì người đọc dễ dàng nhận ra một điều gì đó rất chia sẻ gần gũi thân quen, da diết và cuốn hút khiến ta không thể ngừng nghỉ đuổi theo trong cuộc trao chơi ngôn ngữ phía bồng cho đến tận dấu chấm cuối cùng. Khởi đầu tác phẩm bằng những câu thơ lục bát và chủ đạo là những tình khúc: bàn tay cầm lấy tháng ngày, vô tình rơi mất ngày mùa xuân. Vâng vâng, qua nhiều chủ đề phong phú, nhà thơ Trần Tích chẳng nhắc gì đặc về những điều ký ức xa xôi trầm lắng, làm thức dậy những cảm xúc lãng mạn bay bổng thăng hoa. Đó là cuộc tình ngày ấy đã qua lâu, đó là những cung đàn xưa dịu dàng réo rắt không thôi, trừng quyện vào nhau đến nhiều tục. Đó là bóng dáng một thời thơ dài trong sân trường, tưởng đã mất tích trong dòng đời, tưởng không bao giờ còn gặp lại. Thế rồi không chừng sau muôn trùng xa xôi đấy, ta lại gặp nhau, biết ngỡ ban đầu món hàng vô tin. Em về xóa tóc mai bay, vơi đi nỗi nhớ từng ngày, héo âu núi cao, ngày tháng cũng mòn, trong ta ý vẫn vết sông đường vọng, trong ta em vẫn vết sông đường đời.
nhẹ nhàng giọng mũi, thừa nước mắt ca dao, không kể để dài dòng thì gói gọn trong vài cú thơ đơn giản mà nghe mà ta nghe cả câu chuyện tình thẩm sau đầy mùi nước mắt đầy là mũi đam mê. Thưa các bạn, bây cầm những bản thơ tình khúc đây rất về những chuyện tình buồn dằn vặt và tan trở đầu tâm về thân phận con người. Trong tác phẩm này, cầm tích dùng dòng dành một tiếng buồn văn xuôi lúc nhỏ mang tay gọi những cảm xúc để chia sẻ tâm tư tình cảm của mình về đất nước con người, nhất là về Đà Nẵng, nơi anh đã lớn lên từ thời thơ ấu. Và đặc biệt qua tác phẩm này, tác giả Trầm Tích đã chứng minh một điều rất ý nghĩa, đó là tình yêu không bao giờ buồn, thơ ca nghệ thuật không bao giờ lừa, nó còn mãi bên ta cùng ta đi đến tận cõi vô cùng. Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng tác giả Trầm Tích và hân hạnh giới thiệu cùng tất cả bạn đọc tập thơ tình khúc và cảm xúc của nhà thơ Trầm Tích trong buổi ra mắt hôm nay. Xin mời. Ngôn ngữ đa cảm, nhiều nỗi niềm ẩn chứa chân tình, đôi khi đọc tập e ấp, đôi lúc là mạnh mẽ, trải qua sóng gió, phong ba. Sau trên thế, đó là những vần thơ ấm tình với cuộc sống và tấm lòng bao dung vì tha về đời với người. Sau đây, chúng ta sẽ được nghe diễn ngâm của anh Thanh qua hai bài thơ Hoa Trang Cắn và Em và Đôi Mắt Học Trò. Loài hoa đó là
mà tôi nghĩ mua mà đụng thôi cái phần bên trái đó,
Tại vì hắn biết về những cái gì đã mất, những cái gì đã phối phá được, những cái gì đã xa khúc và khỏi cầm tay được, thì làm sao cũng không được. Và chỉ nội buộc, nhà văn Hoàng Vũ Cương và đồng câu tôi rất là thích, là nhà, nội buộc là căn nhà của chính sĩ, quyền của chính sĩ là quyền được buộc. Thì tại sao anh cũng buộc, tôi thì tôi trân trọng cái nội buộc vậy, cũng rơi cao của chính sĩ. Và tôi cảm thấy rằng ngay cả những cái đoạn văn của anh viết hết sức là có thể viết giống như là một cái điều gì mà nó tự nhiên nó thích thọc bạch ra trong người anh ra chén anh viết như vậy đó. Nhưng mà chỉ những cái đó là nó bị giảm vô cùng. Và trong cái tập này có thể có một cái này là anh chưa có những cái bài mà anh vừa đoạn khúc, đoạn văn vừa là thơ, anh gom lại một bài. Thì có những người nói ra như thế nó đổ gì, nhưng mà tôi là chuyện cập mắt của tôi thấu cảm cái điều của anh xem gì. Tại vì anh đi vô mẹ vì anh thờ thơ vốn là ham xúc mắt và cảm xúc mắt vốn là ẩn dù mắt vốn cái ngôn ngữ mà ký tài vô ngoài mà. Cho nên anh yêu cái sự tấm điều hết, người ta hấp thu huệ những cái điều mà anh mặc thì anh phải còn đọc văn. À, thái cả những nhân những vấn đề mà chuyện của nhau tàu đến một kỳ đồ mặn về cái cảm xúc. Và cái cuối cùng là tôi cũng dừng lại đây là chỗ này này. Tôi thấy tôi dừng cái buổi này là tôi thấy hồi lắm tôi không có học được gì đâu. Và nay đấy là anh bộc bạch cái chuyện mà anh không đủ được lại không năng. Và khi anh lên một cái anh kiểu đoán anh quên tên người của nó cũng là giống như mình đón giúp cầm quả đồ mà tôi rồi cắt cả đây này, người ta nói tớ cá sẽ chết nhưng mà tôi tin như vậy người dân chuyện giúp cho chúng ta có một nguyên tinh thần là tớ sẽ còn bạn người chúng ta. Vậy quá nửa đời người vẫn là kẻ trắng tay, ngay cả người yêu cũng chia xa đi về bên khác. Chính lúc gian nan mới nhận ra ai là người bỏ lạc. Trước trong bài thơ Phật đời của tác giả là làm lời dẫn cho bài thơ Em về qua những năm thanh hiếu. Và bài thơ này cũng được người nghệ sĩ Trương Duy Thực phổ nhạc qua tiếng hát Thái Phiên. Bầu trời trong xanh dịu mát, một vài vạt mây lác đác là vô. Sông quê em đền như ngủ trên lũy tre xanh tô hố gọi bầy. Bầu trời trong xanh dịu trong mơ.
đầu xuống môi hôn. Em về mà ngỡ như còn trong mơ. Xin cảm ơn anh Trần Thiết và anh Trương Duy Trực đã có ngày
bài hát này. Xin cảm ơn tiếng hát của Thanh Hiếu. Qua những ngâm thơ bài nhạc, những tiếng hiệu của Thanh Hiếu và Thái Phi, đến đây chúng ta cũng nghe phần nhận xét của nhà thơ Quy Ngâm. Tôi xin trân trọng kính mời nhà thơ Quy Ngâm. Kính thưa quý vị, kính thưa quý bạn, hôm nay ngày 1 tháng 4, nguyên âm bố thật cũng như mọi ngày. Kính thưa quý vị, là tôi với Trần Văn Thiết là bạn bè với nhau năm nay là 47 năm. Trần Văn Thiết quốc danh là Trần Tích, tha thiết mời anh em, bởi vì là điện thoại nhắn tin nhiều lần, rất là tha thiết mời anh em. Và anh em chúng tôi á, anh em sư phẩm chúng tôi là chúng ta rất là thiết tha muốn giữ được cuộc gặp mặt, ra mắt cái câu tinh thần tình khúc và cảm xúc. Và bản thân tôi thì cũng đưa cái ngày 1 tháng 4 này là chiều này là vô kế hoạch cứng mới giữ cho được cái buổi ra mắt của anh Thiết, vì cái đứa con tinh thần nó diện mạo như thế nào là những người cùng đồng cảm anh Thiết. Về phần tổng quan đó là tôi thấy là anh đề cập rất nhiều vấn đề, nhiều vấn đề mang tính xã hội và con người tuy ngắn nhưng là xúc tích và gửi được nhiều cái thông điệp rất là chân thành. Thì tôi xin nhận xét lên cái này. Xin trích dẫn một số câu thơ mà tôi cảm nhận rất là hay ở đây. Ví dụ là bàn tay cầm lấy tháng ngày, vô tình rơi mất một ngày mùa xuân. Đây là bài đầu tiên trong viết như hại người ta luôn. Em về xóa tắt, em về xóa tắt mây bay, vơi đi nỗi nhớ. Rụng ngày thiếu hông, hay quá đi nhé. Hồng ta xa trước âm thừa, em về ta ngẩn như vừa chi bóng. Cô đã là không yêu thích được, nhưng mà là một người. Hạ về, vượng ghé mô hông, em về mà cứ ngẩn cầu chẳng mơ. Cha em nhẫn tính từng ngày, cô đơn cùng với nỗi đau đứng, nỗi đau chân hàng. Ta cắm cây tình, cây vàng sông chết, mây dù mây đen đun về vũ mộc vàng ta. Về nhân cách của em biết chỗ này hại. Anh chẳng giống mơ chức đặng cầu vinh, cũng không giống mơ giàu sang phú quý. Cầu mang sâu sống cho nghĩa khí, suy nghĩ đằng đầu và hành động bằng tim. Thì thấy cái này cũng có điều không, cũng rất là kinh đấy. Mưa xuống rơi dọc bầu hồi, còn anh đốt xuống căn tôi dọc tình, còn em đốt xuống căn tôi dọc tình. Ta là con đường tình tự hằng cay, còn anh tâm sự bắn dài của anh. Thì cuối cùng mọi người cũng xin cảm ơn anh Thiết. Nhờ anh Thiết mà hôm nay anh em sư phạm chúng tôi gặp được nhau, được rất là quý, và gặp những người bạn cũ và gặp những người mới. Chắc chắn là cũng là những người bạn ta tới xin tất cả mọi người. Và tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời nhà thơ Thủy Sơn cũng có đôi lời nhận xét về tác giả tác phẩm. Xin mời chị. Đầu tiên Thủy Sơn xin gửi đến tất cả anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc lời chào trân trọng nhất. Thủy Sơn không dám nhận xét ở đây, bởi vì tất cả những cái lời bình, những lời nhận xét rất là đầy đủ và sâu sắc, thì chị Sơn chỉ xin chia sẻ một số vấn đề ý kiến thôi. Thì Thủy Sơn và tác giả Trần Thiết là bạn thơ ở trên Facebook rất là lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ biết mặt, dù là hít thở chung cái bầu không khí trong thành phố. Thì trong thời gian gần đây thì mới được nhà thơ, mới được tác giả mời để mà tặng tập thơ từng khúc và cảm xúc. Thì lần đầu tiên tiếp xúc với tác giả thì đọc thơ ở trên mạng, đọc những dòng thơ của tác giả Trần Thiết thì Thủy Sơn bị ám ảnh
tôi nghĩ rằng người đàn ông này chắc là rất là đa đoan trong vấn đề tình cảm, toàn là những cái bài thơ rất là buồn. Nhưng mà khi gặp thì không phải như vậy, anh có một gia đình hạnh phúc rất là hoàn hảo. Cho nên thì Sơn thắc mắc như vậy là cái lý do nào mà anh đưa được, anh mang được những nguyên chất, cái hơi thở của những cái tình cảm, những cái cảm xúc buồn vào trong thơ được như vậy. Thì anh nói là mỗi đoạn đường anh qua, mỗi ngày anh qua, anh bắt gặp những cái hình ảnh, những cái phận đời trung chuyên, đa đoan, gian dở, và những cái đối tượng đó đã tạo cho anh nhiều cảm xúc. Và như vậy anh bắt đầu trò chơi ngôn ngữ phổ biến hóa để đưa những cái cảm xúc đó vào trong thơ của mình, và đã có được một cái tập thơ tình khúc và cảm xúc. Thì lần đầu tiên gặp anh là anh muốn trao đổi với chị Sơn về cái kinh nghiệm mà ra mắt buổi thơ hôm nay. Thì cái không gian chúng ta đang ngồi đây là chị Sơn và tác giả Trần Thiết đã trao đổi và gặp với chủ quán và một để có một cái không gian riêng của thơ, rất là thơ, như cái buổi chiều hôm nay chúng ta đang hiện diện ở đây. Và chị Sơn xin phép được đọc một bài trong phần cảm xúc mà chị Sơn thích, có một cái ý tưởng hẳn lạ trong cái bài này. Thì Sơn xin phép được đọc, xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Tự do và ràng buộc, dòng sông không bờ thì đâu gọi là dòng sông mà là nước lũ, lửa không có bếp cò đâu gọi là lửa mà là đám cháy lan. Tất cả đều không vượt qua giới hạn, nhưng đã là con người thì phải có đam mê, có khát vọng, có những phút sao lòng. Đam mê là tơ nhẹ thì cuộc đời người mới thăng hoa, mới có ý nghĩa. Nhưng đam mê là dây thừng, là xiềng xích thì con người sẽ trở thành nô lệ của đam mê. Và tác giả trích một đoạn của bài Tự do và ràng buộc đi thơ để dẫn chứng thị xe sư phép được đọc. Lửa đã khuôn mình trong bếp lò, dẫu lửa có treo với gió. Nước đã khuôn hình trong đôi bờ thì mới gọi là dòng sông. Cho dù dòng sông có âm vang chảy về biển cả, anh không là gì cả. Anh không phải là lửa lò, anh cũng không phải là dòng sông. Nhưng em ơi, nếu không có bếp lò, liệu lửa có còn là lửa? Dòng sông không có bờ thì có gọi là dòng sông? Anh với em đều không vượt qua giới hạn. Nếu vượt qua rồi, liệu có tự do không? Anh với em đều không vượt qua giới hạn. Nhưng nếu vượt qua rồi, liệu có tự do không? Xin hết. Vâng, xin cảm ơn nhà thơ chị Sơn. Nhìn cơn mưa chiều đông đã đứt, mưa bao giờ cũng gắn với sự chia xa, buồn bã, cô đơn và nỗi nhớ. Nhạc sĩ tài hoa Phan Huỳnh Diệu nhìn cơn mưa cũng gắn thiết nỗi nhớ. Đêm đêm nghe tiếng mưa rơi, đến mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Từ những cảm nhận ấy đã làm cho tâm hồn tác giả gọi lên những dòng thơ qua đây chúng ta sẽ được nghe. Diễn đọc của Hoàng Huy và Thanh Hiếu, quyết định khúc Dâu Mùa, Cố Nắng Đậu Dâu và Đại Khúc Buồn. Oh,
Những cái đôi bạn ngày xưa học trong một lớp mà
cái buổi sau giờ có nói tôi thương tôi không buồn, nhưng mà tôi biết cần cần thiết bây giờ đứng ra bức tranh là thành tích làm ra từ những năm 72 chứ, và năm 74 thì con có đọc cái bài tình chết, và trong cái đọc cái kỷ yếu kỷ niệm 40 năm ngày ra trường á thì có ra hai bài thơ của thầy Tân Thiết, đó là bài Tự Do và Đồng Ruộng, và bài thứ hai là bài Tình Chết từ năm 74. Tôi nhớ không lầm thì cái Tự Do và Đồng Ruộng là từ năm 1989, tức là 14 năm sau cái bài này. Và tôi có thể hôm nay nói biết là có cô tại Thị Thịnh ở đây không ạ? Đây là cái người yêu đầu tiên của thầy Tân Thiết, và chắc chắn rằng là trong rất nhiều bài thơ tình tận tại thì là anh giáo cũng đưa vào đây. Vậy thôi, nó học sư phạm dễ thương đó. Tôi là năm 70 là tôi học và xuyên theo như trên cái trạng quân sáng của sư phạm Thiên Thái. Và sau đó là tôi vào sư phạm là việc tổng linh. Và nên đa số tổng linh là cũng là năm 34 thế mà hầu nó vào lại ra. Thì Trần Tân Thiết hồi đó đã nổ rồi, đã nổ như là một cái cây bút tài hoa. Và khi tôi đạt, lúc đây khoảng là một tuần nữa thì có đạt, và tôi có đạt thì là anh cảm tác từ cái tờ thơ của Phụng Tử về Phúc Sau Đạo. Thì tôi biết cái bài này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tôi nghĩ Tự Do và Đồng Ruộng á, anh nói rằng là gì đó, mà nói là không có bếp lò thì cũng có lửa, không có đâu bờ thì cũng có dòng sông, nó là đương nhiên rồi. Và cái ranh giới mà anh nói đó thì theo tôi tình yêu cũng có ranh giới. Yêu là chết là một cái, yêu là có nghĩa là khác một tạo. Không có tòa kể, tôi mà con đã yêu rồi tôi lao vào, tôi bắt cả cái tay bạn. Nhưng mà tôi có một người bạn, là cái bài thơ là tôi nhớ không nhầm đó là bài Rạch Xanh Rạch Đỏ. Nhưng mà tôi thì có thể cũng không đồng cảm. Đi qua bản thân các chị đã biết rồi, đi thấy Rạch Xanh thì đi. Thấy đàn hoàng, đẹp cảm trạng, cái đàn đỏ thì lại. Nó vui là bình thường đúng không? Thì tôi nhớ anh bạn, tôi không nhớ tay, tay của tất cả tôi không nhớ. Nhưng mà người bạn đọc cho tôi bài này, thì tôi đọc cho các bạn nghe, để mà so sánh Tự Do và Đồng Ruộng, so sánh với bài Những Phút Sau Lại và một số bài khác. Tôi đi qua ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ. Mỗi ngày 5-6 lần như thế, đâu có thấy gì ngoài đèn đỏ, đèn xanh. Bỗng một hôm ngồi ngó lại lòng mình, thấy có lúc cũng đèn xanh, đèn đỏ. Này nhé những tình yêu không dám tỏ, ngồi chờ hồi chẳng thấy đèn xanh. Đôi khi bóng người đâu đó quẩn quanh, không tới được vì đã đèn đỏ. Rồi nuối tiếc những gì đã lỡ, bởi dù chăng khi thấy đèn vào. Ngày là ngày, năm tháng thay thay, tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Tôi lại đi qua những ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, dám dán dễ thương như phí nhiều cuộc đời. Cảm ơn nhiều đèn đỏ của lòng tôi đã giữ lại những gì nên giữ lại. Khi nghe anh Pháp đọc bài Đèn Xanh Đèn Đỏ thì tôi nhớ lại bài Tự Do là mình viết sau này. Nhưng mà trước đó là khi mà người tình của mình đi xa thì tôi viết bài Tình Chết, tôi rất là thích và anh Pháp cũng rất là thích. Ta cắm cái tình đi dòng sông chết, mây đen luồn về cũng một mình ta, ngắt từng lỗ buồn thả mây xuống, gió biến buồn ta trôi nổi ngang ma. Những sáng những chiều mây không về đủ, ta đứng bơ vơ, ta đứng lạc lòi, bếp lửa hồn ta bước trường cháy bụi, lành chết ở đời sầu chẳng yên ngon. Con sông những chiều không buồn buổi thở, bờ cát mênh mông vẫn một quê dài, và ta biến đời chia năm sải bãi, chẳng biết về đâu, chẳng biết đến đâu, là Tình Chết. Và sau này là khi mà ra Hà Nội ấy, lúc bây giờ tôi học một kia học cao học Hà Nội ấy, thì có một cô đó là Nguyễn Văn Lan, mà phải nói như thế là có tình cảm. Nhưng mà sau tôi về tôi nghĩ là dù sao mình là những người đã có vợ mà cô còn trẻ, do tôi viết bài là Tự Do là một rất yêu em nhưng quay đi lặng lẽ, dù quyến luyến gia đình chia tay bắt buộc, muốn được hôn em chỉ một lần thôi, nhưng bỗng dưng nghe lòng bối rối. Bữa giàu sao đi nữa, lửa đã khung mình trong bếp lò, dỗ lên cây với gió, nước đã khung mình trong đôi bờ, để bữa gọi dòng sông, cho dù dòng sông cam đang chảy về biển cả,
anh không là gì cả, không phải là lửa lò, không phải dòng sông. Nhưng em ơi, nếu không có bếp lò thì lửa có còn là lửa, và dòng sông không bờ thì có gọi dòng sông. Anh với em đều không vượt qua giới hạn, nếu vượt qua rồi thì có tự do. Xin tốt. Tới bây giờ tôi cảm thấy rằng tất cả đang cảm hứng và cũng không cho tất cả nói thêm gì nữa, bởi vì thì xem đã bình trong cái bài là tự do rồi. Tiếp theo xin mời nhà thơ Phạm Minh Thông. Thưa tất cả các bạn, tôi là hôm nay nhận lời mời của anh Quý Loan với lại anh Trần Phương Sát. Thế còn tôi chưa hề biết anh Trần Thiết là anh thế nào. Thế là mới nhận được bài thơ, cái tập thơ cũng mới nhận ở đây. Nhưng mà qua cái giao lưu từ khi nãy đến giờ, tôi thật sự là rất ghen với anh Trần Thiết. Cho nên là cái ghen của thơ nó khác. Nên tôi xin phép lên đây nói đôi lời cảm tưởng, đồng thời cũng sẽ nói về thơ của Trần Thiết. Và nói không phải thơ của Trần Thiết. Cảm thương là cảm khúc, tình khúc của cảm xúc. Nhưng mà tôi chỉ lấy hết từ đầu, tức là cảm xúc 12 nỗi buồn. Trong tập thơ của anh Trần Thiết có 12 nỗi buồn. Tất nhiên là buồn là cái chất liệu để cho nhà thơ sáng tác được suốt đến đây. Nhưng mà tôi thấy anh có 12 nỗi buồn. Mà sao Trần Thiết mãi luôn luôn yêu đời đó, cái đó là cái nghịch, không phải là nghịch lý, nhưng mà cái buồn đó nó làm cho anh yêu đời thêm đấy. Đó là cảm nhận của tôi, vì tôi ghen với anh Trần Thiết là tôi không có được cái thời gian mà ở bên ảnh để dạy học, ở bên ảnh để làm thơ, ở bên ảnh để của một cái thời tuổi trẻ. Mà nếu so với tôi và anh Trần Thiết thì chúng ta có thể gần như là hai thế hệ khác nhau, khác cách nhau trong cái thời gian mà anh Trần Thiết múa mai quay cùng hoạt động phát triển của một con người, thì tôi là ở bên kia bờ vị trí một bài khác nhau. Tôi đang lên 84 tuổi rồi, xin được phải khác nhau như vậy. Mà sau Trần Thiết mãi luôn yêu đời, nỗi gì đau đớn của tôi phải chăng Trần Thiết một thời yêu thơ. Dáng em thật thật bờ bờ, dòng sông tưởng tượng giấc mơ đông đầy. Thì đó, tôi có một cái bài thơ dòng sông tưởng tượng, viết theo ngay sự tưởng tượng của trong cái khảo nghĩ của anh Trần Thiết. Bài thơ đó như thế này: có một dòng sông mang tên em, dòng sông anh tưởng tượng, lên đầu nguồn anh thả mãn xuôi, dòng sông chảy vét qua mắt anh, nước xanh màu trời xanh, sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Dòng sông mà anh mơ tưởng ấy, không làm sao trông thấy được bờ. Đó là bài thứ nhất. Còn bài thứ hai là cái bài mà tôi nghĩ là nếu em là bài đó, có những gã dài khôn bảo anh đừng lo một cửa tử, ở đấy có hàng đàn thú dữ sẵn sàng nuốt chửng mắt anh. Anh biết sẽ phải là như thế, dù phải mò kim ở đáy biển, dù phải nhặt thấy lá ở rừng, chỉ có những gã khờ mới nản lòng nơi cửa tử. Còn anh biết em đang ở đây đã 18 xuân năm, và quyết thử vận may anh lo một cửa tử. Nếu em là thú dữ, anh dâng tấm thân này. Nếu em là dòng mây, anh xin làm biển nước. Nếu em có sao cũng được, nhưng em phải của riêng anh. Cảm xin đấy. Cảm ơn các bạn. Xin chân trọng. Cảm ơn nhà thơ Phạm Minh Thông. Tiếp theo chương trình là không biết quý vị ở đây ai có ý kiến gì không? Xin mời anh. Tất cả các bạn bè sư phạm, thì hôm nay nhận được cái lời mời của bài thiết của chúng tôi, thì từ hồi đó chúng tôi ra tham dự và cũng lấy làm vinh dự là có một người bạn cũng bắt đầu ngất ngác bước vào trong
văn chương. Thì trước hết xin nói lời chào tất cả các quý vị và các bạn bè. Sao á, sở dĩ mà tôi cũng muốn ra đây nói á, là cũng do anh Pháp vừa đầu anh có kể cái chuyện là mối tình đầu của bạn Thiết Tư với lại cái cô bạn là Tạ Thị Tiên. Ngày hôm nay là cô vì lý do nào đó không đi. À, mặc dù là tôi cũng là gửi giấy mời và cũng mong muốn là cùng với chúng tôi ra đây. Thì cái chuyện tình đó, nghe nói là cái tình đầu tiên thì tôi thấy cũng hay, vì lý do trong kỷ yếu á, cái bệnh tình của tôi có biết đâu đi, là thà lập giữa rừng mê chứ không yêu tre sư phụ. Cái lý do mà lập giữa rừng mê là ngày xưa cái sĩ quan của người Nam Hòa mà cái họ đeo lên cái lon là hoa ban, nên thà là lập giữa cái rừng của các anh sĩ quan đó còn hơn là yêu với anh trai sư phạm như chúng tôi là cũng ra chỉ thôi, bởi vì nó là chuột chạy cùng sầu thì mới còn sư phạm. Nhưng mà đó là bây giờ, chứ còn ngày đó chúng tôi còn rất khó khăn. Thì thưa với các vị ở đây là cả mấy ngàn người mà nông Quảng Nam từ Huế rồi và vô tới trong gần Quy Nhơn thì có cái trường sư phạm ở Đà Nẵng đây, còn miền Trung mà cả cái miền Trung này mà chúng tôi đi mà nên nhớ ngành sư phạm lúc bây giờ là binh nữ là rất là thích, mà khi nó vô rồi thì bọn tôi là coi như lấn chen vô là bị sợ cơ, thì không lính đâu cho nên vô có nhiều người là ngã ngửa ra tổ chứ tôi vô sư phạm đi mà ra coi như toàn là mấy ông thanh niên, mấy ông đừng để trong thành ra lại có cái kỷ niệm đó là như thế. Thì á, qua đọc cái tình khúc và cảm xúc á, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, vì á, thông thường là người ta ra một tập thơ hoặc là một tập truyện ngắn hoặc là truyện dài, còn này á là đây là một tập thơ văn, phần trước là thơ, phần sau là văn, mà văn đây á là toàn là những đoạn văn viết về những cảm xúc à. Thì nói chung á, văn phong rất là trong sáng, giản dị, dễ đọc và cũng rất dễ hiểu. À, nhiều câu chuyện á, bây giờ tôi nghe cái cô Thị Sơn á của nói ra tôi mới hiểu được là có những cái bài thơ là cái người thân thiết là trở thành cái người kể chuyện về thơ, kể lại những câu chuyện tình, gian dở, kể những cái đau khổ. À, như vậy á, ở trong ngày xưa ở trong theo đường hoặc là ông Nguyễn Du ông cũng có từng cái trường hợp ý trở lại cái trưởng là chưa, nhưng mà hoàn toàn không chưa, là vì ông biết nè, phong vận kỳ oan ngã tình cư. À, những cái chuyện phong vận, những chuyện kỳ oan của người đời bây giờ là vận vào anh, và anh tự tư xử bàn ngồi bút. Tôi như cháu ta cao này, tự do là chiếc lòng yêu dấu, nhốt kiến em và nhốt yêu thương. Xin hãy. Xin cảm ơn. Tôi đọc xong cái này thì tôi trân trọng kính mời anh Phạm Duy Thái, anh cũng là phổ nhạc núi mà chỉ có thời tiết sửa soạn để lên và anh diễn cái bài hát này. Cho phép tôi được mặc phép đọc về cái nhạc sắc của nhà văn Đặng Thị Hồng Anh. Em là người đàn bà bất hạnh đã ly hôn khi còn rất trẻ, tuổi mới vừa 19 đôi mươi, ôm đứa con thơ ra đi mà dở khóc dở cười. Những dòng thơ như chạy ngang dọc qua mắt tôi thật là sửng sốt, những dòng thơ rất thật rất đời. Tình cờ gặp lại em, anh sững sờ chết lặng, sao em khổ và hàng đến vậy. Đến đây mình lại quá ngỡ ngàng, anh đã chất chiêu đến từng chi tiết để người đọc như cảm nhận như thể có mình trong đó, một chút chặt lầu, một chút rưng rưng. Lại lang thang cùng anh qua miền suy nghĩ tự do và đằng buồn, lại thấy trong anh bùng lên một cảm xúc vô bờ, lửa và dòng sông bến bờ và khu bếp, ràng buộc và tự do để thấy sự đối trọng trong cảm xúc của một con người. Anh cần biết
một nhà thơ đã gắn bó với tôi, một độc giả luôn thấy mình trong thơ anh. Đối với người làm văn chương, lắm khi thân xác còn mạnh mẽ đó, nhưng vẫn dịu dàng thấu đáo nhân tình, như anh đã bao lần trăn trở về con người trong dòng xoáy của số phận và cả những dự cảm lo âu. Còn anh thì suốt một đời gian dở, suốt một đời cứ cù cưa với nợ, nợ với đời, nợ với riêng em. Tôi thấy nợ với đời là có, nợ với riêng em cũng có, nhưng mà nợ với thơ thì chưa hết đâu. Và chắc có lẽ anh cũng phải là tiếp tục những sáng tác. Tiếp theo chương trình, xin mời anh Phạm Duy Thái sẽ lên ca khúc bài Núi Vào Biển, thơ của tổng thể sáng tác của Phạm Duy Thái. Xin chào mọi người. Kính thưa quý anh chị, kính thưa quý thân hữu, quý bạn đồng môn, đồng khóa. Thế thì tôi là một trong những người có cái vinh dự là được người bạn đồng khóa sư phạm anh Trần Văn Thiết, nhà thơ Trầm Tích, đã gửi cho tôi từ khi cái tập thơ này còn là bản thảo chưa được in. Anh Thiết ở đến nhà tôi cùng với Nguyễn Ngọc Anh, vợ chồng anh đang. Và anh Thiết có nhảy là có ý là muốn là làm sao để thể hiện qua cái âm nhạc một trong những cái bài thơ của anh. Thì khi đọc những bài thơ của anh Thiết, có thằng mà tôi rất thích nhiều bài, nhưng mà khổ nỗi là những cái bài mà mình rất thích đó thì rất khó phổ nhạc. Và cho nên tôi đành phải chọn một bài. Và tôi thấy bài này nó cũng cái hình tượng nó cũng như vậy. Các anh chị thấy là đúng là thơ của anh Thiết nó rất là giản dị, chân tình, dễ hiểu, và cái hình tượng rất quen thuộc. Đó là cái hình tượng như thuyền và biển, là cái cảnh dụ về tình yêu đã được nhà thơ Xuân Quỳnh nói một cách hết sức là thành công trong cái bài Thuyền và Biển. Và cố nhạc sĩ mà mình hiểu đã phổ bài đó. Nhưng trong bài này thì anh Thiết là có thêm một cái hình ảnh nữa, là bên cạnh cái Thuyền và Biển, hình ảnh quen thuộc đó thì có núi và mây. Thật sự thì những cái hình ảnh này, những cái ảnh dụ nghệ thuật này nó không xa lạ. Và tôi đã phổ bài này. Tôi là cũng tập viết nhạc thôi, chứ cũng không phải là một nhạc sĩ gì, mà cũng trong suốt thời gian vừa qua sau khi phổ bài này thì vì cái chuyện riêng tư gia đình cho nên không có dịp để mà sửa lại, cũng chưa không có dịp để hát nhiều, vả lại là cũng chưa có cái sự ăn ý đối với nhạc công. Tôi viết bài này mới tập làm thứ, nhưng bây giờ tôi hát thấy cao quá, tôi nhờ nhạc công hạ xuống số thứ, cho nên là nhạc công tập cho có một bản nhạc. Nhưng mà tôi cũng nhờ nhạc công là chiều để cho cô hát cái bài này. Cái vì là giữa hai chú cháu chưa có sự tập luyện gì cả. Nên có cái gì đó quý vị không gặp.
xúc này thì anh nhạc sĩ Kim Hùng, người bạn của anh Trần Thiết, sau khi ảnh lướt qua thì ảnh có nhận được cái bài thơ là Thu Sa, và ảnh nói với tôi là tôi sáng tác được cái bản nhạc này ngay tận bây giờ và để thử nghiệm bài thơ Thu Sa mà anh Kim Hùng mới phổ nhạc từ đây. Xin mời anh lên trên diễn đàn để mà trình bày cái bài. Thật ra tôi cũng chưa biết anh Trần Thiết, qua anh sáng bây giờ tôi mới biết. Và bây giờ cũng làm được tập thơ và công trình và tôi ngồi thông tin của một bài Thu Sa là một chuyện văn. Thì trước hết cũng là cái vui thôi, cũng như là tác phẩm, nhưng mà tôi cũng là có vui tình ra hát tập thơ nữa. Cảm ơn các bạn vui. Cùng ở cùng hội với tôi thôi. Bây giờ cho nhau luôn.
ngưng và xin tạm để lắng đọng để chúng ta cùng nhau ly rượu, ly bia.